Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 49. Vì sao gọi là thánh nhân? Tôi học Phật, vị lão sư chỉ đạo ban đầu của tôi là Ngài Đại sư Chương Gia. Lúc đó tôi mới 26 tuổi. Lão sư Ngài đã 65 tuổi. Lão sư Ngài dạy tôi xem sách, xem Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Hai loại sách này đều có trong Đại Tạng Kinh. Vào lúc trước không có in riêng lẻ để lưu thông, cho nên chúng tôi phải vào chùa mượn Tạng Kinh để sao chép. Hai quyển sách này là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Người vào thời nhà Đường viết học Phật, trước tiên phải nhận biết Phật là người như thế nào. Loại giáo dục này chúng ta cảm thấy vô cùng là khế hợp với hiện thực. Chúng ta nhận biết đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, có sự nhận biết rõ ràng đối với Ngài. Vậy thì cái tâm cung kính, cái tâm ngưỡng vọng mới có thể sanh khởi được. Đọc qua hai quyển truyện ký rồi, chúng ta mới thật sự hiểu được con người này thật sự là cừ khôi. Ngài là một vương tử, nếu không xuất gia thì Ngài kế thừa vương vị. Con người thế gian chúng ta đều truy cầu danh vọng, lợi dưỡng. Thế nhưng người ta thì công danh phú quý đã đến tận tay mà còn xả bỏ, không cần đến. Ngài 19 tuổi rời bỏ gia đình ra ngoài để tham học, nếm hết sự khổ cực. 30 tuổi thì đã thành công. Chúng ta nghĩ đến Khổng Lão Phu Tử của chúng ta. Khổng Lão Phu Tử 15 tuổi lập chí cầu học, 30 tuổi thành tựu. Thích Ca Mâu Ni Phật thì 19 tuổi ra ngoài tham học. Tầm sư tham học 11 năm, đến 30 tuổi thì thành tựu. Khổng Lão Phu Tử sau khi thành tựu, thực tế là thường nghĩ đến một chức quan. Ngài muốn đem cái sở học của mình vì đại chúng xã hội mà phục vụ. Có cái chí nguyện này, Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành tựu, Ngài từ nơi công tác giáo dục, ngày nay chúng ta gọi là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Vì sao gọi là giáo dục đa nguyên văn hóa? Đối tượng giáo học của Ngài không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không tôn giáo. Đối tượng giáo học của Ngài không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Cho dù bạn tin theo tôn giáo nào, chỉ cần bạn học với Ngài thì Ngài đều vô cùng nhiệt tâm đến dạy cho bạn. Từ năm 30 tuổi đến năm 79 tuổi thì qua đời, đã dạy được 49 năm. Việc này mọi người đều biết rõ, cho nên có câu giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp hết 49 năm. Cho nên thời gian dạy học của Ngài rất dài, thành quả cũng rất thù thắng. Ở trên cái thế giới này không tìm được người thứ hai có thể so sánh được với Ngài. Khổng Lão Phu Tử sau khi chu du các nước, không có người sử dụng Ngài, Ngài mới quay về nước mà dạy học. Phu tử 73 tuổi thì qua đời. Năm Ngài trở về nước
là 68 tuổi. Cho nên Khổng Lão Phu Tử dạy học chỉ có 5 năm, thời gian không dài, thế nhưng rất có hiệu quả. Vì sao Ngài dạy học có được thành quả tốt đến như vậy? Không gì khác hơn, chính Ngài đã làm được. Thánh nhân vì sao gọi là thánh nhân? Tất cả thảy đều làm được. Làm được rồi mới dạy người. Cái sức mạnh đó chiêu cảm rất mạnh. Thánh nhân là chân thật, áp dụng thực tiễn, đều làm được. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phù hợp với luân lý đạo đức. Quyết định không tìm ra chút nào sai trái. Đây là thánh nhân. Những gì thánh nhân nói ra thảy đều là đã làm được. Làm được rồi mới nói ra là thánh nhân. Nói ra rồi có thể làm được là hiền nhân. Nói ra rồi không làm được là gạt người. Hiện tại người gạt người rất nhiều. Cái đạo lý này người từ nơi công tác giáo dục thông thường không thể so sánh được với Ngài. A-di-đà-phật.
Amin.